Sư cho con hỏi, ví dụ con phát hiện mình bị bệnh chẳng hạn như ung thư, thay vì điều trị kéo dài mạng sống, thì trong khoảng thời gian còn lại, thay vì đấu tranh với hóa chất và nằm viện, thì con cố gắng tu tập và hoàn thành các việc làm công đức để bổ túc ba la mật. Đủ duyên thì chứng, còn không đủ duyên, gieo giác ngộ cho đời sau, và con quán sự chết mỗi ngày và chờ ngày ra đi, thì vì bệnh duyên thì được không ạ? Sư rất tiếc là điều mà quý vị nói á, nó nằm trong giới tỳ kheo, tội Parasika, tức là cái tội bất cộng trụ, là cái trường hợp ở trong tạng luật nó là như vậy nè. Có một vị thánh sơ quả bị bệnh mà là cư sĩ, thì có những vị tỳ kheo á, nói với vị này là thôi bây giờ cái bệnh này á, nó gọi là nó chỉ gây ra cái sự đau đớn thôi, trong khi đó mình đã chứng thánh rồi thì đâu cần thiết phải chịu cái nỗi khổ thể xác này nữa, mà bây giờ mình đổi qua thân thể khác là nó sướng hơn rất là nhiều so với cái chuyện là bây giờ mình tiếp tục như thế này mà mình chịu khổ thì nó không đáng. Theo quý vị, cái lời khuyên đó nó có hợp lý không? Hợp lý đúng không? Tức là một người chứng thánh rồi mà đang bị bệnh như vậy, đâu có cần phải chịu cái nỗi đau thể xác làm chi. Tái sanh đời sau thì phải sung sướng hơn không? Nhưng khi vị đó, cái người cư sĩ đó đó, nghe như vậy, từ chối điều trị bệnh, tức là không ăn, không uống, không dùng thuốc, và sau đó cái người này mất. Cái người vợ đó mới than khóc và oán trách các vị tỷ kheo đã nói như vậy. Thì cái câu chuyện đó đến tay Thế Tôn, đến tai Thế Tôn, thì Thế Tôn mới khiển trách các vị tỷ kheo đã nói như vậy với người ta, để người ta từ chối điều trị. Và Ngài nói ai mà nói cái kiểu đó đó là phạm tội tăng, là phạm tội bất cộng trụ. Cho nên một vị tỷ kheo không thể dùng phương pháp nào, lời nói trực tiếp hay gián tiếp, để làm cho người ta từ chối việc tiếp tục điều trị, mà cái đó có thể dẫn đến sự chấm dứt sinh mạng của họ. Nhớ dùm sư nha, sẵn đây thì các vị giới tử cũng nhớ, để sau này á, mình tu lên bậc trên á, mình lập tỷ kheo, mình phải nhớ những cái đó. Chứ đừng có nghĩ là khuyên người ta rồi là người ta từ bỏ điều trị rồi, rồi cái đó là mình chết mình. Cho nên á, là cái câu hỏi của quý vị thì sư vẫn khuyên là vẫn nên theo lời dạy của bác sĩ, cần dùng thuốc thì cứ dùng thuốc, cần ăn thì cứ ăn, cần uống thì cứ uống, vẫn tiếp tục điều trị. Và trong thời gian đó quý vị có thể tiếp tục đi kèm á, là việc tu tập, thì đó mới là điều nên làm. Nhớ dùm sư nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.